huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận báo tin vui, đội tuyển Việt Nam tái đấu Philippines ngày mùng 6 tháng 6, người hâm mộ sung sướng tột độ. Ngày mùng 6 tháng 6 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu với Philippines trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 tại sân vận động Mỹ Đình. Trước thêm trận đấu quan trọng này, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã nhận được hàng loạt tin vui từ các cầu thủ trụ cột của đội tuyển. Điều này không chỉ mang lại sự an tâm cho huấn luyện viên người Hàn Quốc mà còn tạo nên niềm tin và kỳ vọng lớn từ phía người hâm mộ trong thời gian gần đây các cầu thủ trụ cột của đội tuyển việt nam đều đang thể hiện phong độ rất cao tại các giải đấu trong nước và quốc tế sự ổn định và hiệu quả trong lối chơi của những cái tên quen thuộc như quế ngọc hải nguyễn quang hải đỗ hùng dũng nguyễn hoàng đức nguyễn tiến linh đã mang lại sự an tâm cho huấn luyện viên kim sang Sích. quế ngọc hải tiếp tục là một trong những trụ cột không thể thiếu ở hàng phòng ngự anh không chỉ thể hiện khả năng phòng ngự chắc chắn mà còn là thủ lĩnh tinh thần của toàn đội Bên cạnh đó, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng ở tuyến giữa đang có những màn trình diễn ấn tượng, góp phần quan trọng vào lối chơi của Câu lạc bộ Hà Nội. Một trong những tin vui đáng chú ý nhất là sự trở lại của hậu vệ Đoàn Văn Hậu sau thời gian dài chấn thương. Đoàn Văn Hậu đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng góp mặt trong đợt tập trung tới đây cùng đội tuyển Việt Nam. Sự trở lại của Văn Hậu không chỉ tăng cường sức mạnh phòng ngự mà còn mang lại sự linh hoạt và khả năng tấn công từ hai cánh. Văn Hậu với thể hình lý tưởng và kỹ thuật cá nhân xuất sắc, luôn là một trong những hậu vệ biên hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Sự trở lại của anh được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định và chắc chắn cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quan trọng gặp Philippines. Bên cạnh đó, một tin vui khác là không có cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam gặp chấn thương. Đây là một yếu tố quan trọng giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik có được đội hình mạnh nhất và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới. Sự hoàn toàn khỏe mạnh của các cầu thủ không chỉ giúp đội tuyển có được sự đồng đều trong lối chơi mà còn tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các chiến thuật đa dạng và linh hoạt. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các cộng sự đã có những buổi làm việc kỹ lưỡng và chi tiết để phân tích đối thủ và xây dựng chiến thuật phù hợp. Trận đấu với Philippines không chỉ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế mà còn là bước đệm quan trọng trong hành trình vòng loại World Cup 2026. Các cầu thủ đều thể hiện tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao nhất trong mỗi buổi tập. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ, đồng thời khuyến khích các cầu thủ thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất háo hức và kỳ vọng vào màn trình diễn của đội tuyển trong trận đấu sắp tới. Sự trở lại của các cầu thủ trụ cột và phong độ ấn tượng của toàn đội đã tạo nên niềm tin mạnh mẽ từ phía người hâm mộ. Sân vận động Mỹ Đình dự kiến sẽ chật kín khán giả, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt và sôi động cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trận tái đấu với Philippines vào ngày mùng 6 tháng 6 tới đây không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để đội tuyển Việt Nam thể hiện bản lĩnh và sức mạnh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phong độ ấn tượng của các cầu thủ trụ cột và sự trở lại của Đoàn Văn Hậu, huấn luyện viên Kim Sang-sik có quyền tin tưởng vào một kết quả tích cực cho đội tuyển. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hãy cùng chờ đợi và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, hy vọng rằng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới chinh phục những thử thách và đạt được những thành tích cao trong hành trình vòng loại World Cup 2026. Hơn bao giờ hết, cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam lẫn VFF đều đặt sự kỳ vọng lớn lao vào tân huấn luyện viên người Hàn Quốc liệu sẽ có triều đại Park Hang-seo thứ hai. Bối cảnh đưa huấn luyện viên Kim Sang-sik đến với bóng đá Việt Nam có sự tương đồng với sự khởi đầu cho triều đại huy hoàng mang tên Park Hang-seo, ấy là khi bóng đá Việt Nam đang thực sự chạm đáy về mặt thành tích. Bởi thế ngay tại thời điểm này, sau những thất bại thảm thương của huấn luyện viên Chu cả người hâm mộ lẫn những người hoạch định thượng tầng của bóng đá Việt Nam đều đang rất trông chờ vào một tương lai tươi sáng hơn. Song, nhìn một cách thực tế thì bối cảnh hiện tại có sự khác biệt khá lớn so với thời điểm ông Park tiếp quản đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam từ tay huấn luyện viên Hữu Thắng. Ngày ấy, dù vừa phải trải qua thất bại thảm hại nhất lịch sử Việt Nam ở đấu trường SEA Games, song bóng đá Việt Nam lại có được lứa cầu thủ trẻ cực kỳ tiềm năng với nền tảng lọt vào được tận vòng chung kết World Cup U20 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ngay trước khi tân huấn luyện viên Kim Sang-sik được lựa chọn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam U23 Việt Nam cũng đã có được một giải đấu tương đối thành công trong tay nhà cầm quân người Khánh Hòa. Song sự khác biệt đến ở chỗ nếu U20 Việt Nam ngày ấy thành công với một dàn thế hệ vàng thì ở vòng chung kết U23 châu Á vừa qua, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã phải cực kỳ nỗ lực chỗ hết tài năng để đưa lứa cầu thủ U23 Việt Nam kém cỏi hơn các đàn anh rất nhiều về đích an toàn. Suốt hơn 6 năm qua, với những thành tích huy hoàng mà huấn luyện viên Park Hang-seo cùng lứa cầu thủ thế hệ vàng của mình đem về cho bóng đá Việt Nam thì cái nền móng của bóng đá nước nhà vẫn không có nhiều sự thay đổi, thậm chí những sự thay đổi nếu có đều đang theo chiều hướng đi xuống. Ngày ấy, đi kèm với những thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo là sự thống trị của câu lạc bộ Hà Nội ở đấu trường Village có một sự tương đồng không hề nhỏ. Khi không ít những tên tuổi làm nên sự thống trị của đội bóng thủ đô này cũng là những nhân tố chính giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc chinh phục những giải đấu cấp độ khu vực và châu lục. Trước huấn luyện viên Kim Sang-sik, nhà cầm quân người Pháp Chu Jie đã thất bại thảm hại với bóng đá Việt Nam. Lý do quan trọng nhất trong thất bại ấy chính là việc ông cực kỳ nỗ lực thay đổi không những lối chơi của đội tuyển Việt Nam mà còn thay máu những trụ cột ngày nào của huấn luyện viên Park Hang-seo bằng lứa cầu thủ trẻ vốn thất sủng. Có điều, những sự thay đổi ấy đều dẫn tới thảm họa khi dấu ấn mà thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam đem về đa phần chỉ là sự thất vọng. Mùa giải V-League hiện tại với sự tuột dốc không phanh của câu lạc bộ Hà Nội, thế lực mới thép xanh Nam Định đang là đội có cơ hội vô địch cao nhất với 8 điểm cách biệt so với đội xếp ngay sau trong khi chỉ còn 8 trận nữa là mùa giải kết thúc. Nhìn lại cả mùa giải này, lẫn sự thăng hoa của đội bóng Thành Nam thì dấu ấn đậm nét nhất chính là yếu tố ngoại binh. Trong khi ngoại binh của câu lạc bộ Hà Nội đem lại sự thất vọng não nề thì những ngoại binh của thép xanh Nam Định quyết định phần lớn sự thành công của đội bóng này. Thoạt nhìn, dường như tất cả các trụ cột dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đều chưa nóng máy trở lại bởi chưa đến lúc sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Song trên thực tế, những Hoàng Đức, Quang Hải, Thanh Trung, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, Tiến Linh đều cho thấy sức y khá lớn không hề là ngẫu nhiên, khi huấn luyện viên Chu Jie dám bất chấp để Quang Hải hay Hoàng Đức qua bóng vàng Việt Nam mới nhất, phải ngồi ngoài dù đội tuyển Việt Nam liên tiếp phải chịu thất bại. Có vẻ như những trụ cột ngày nào trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo đã đến ngưỡng sau khi gặt hái kha khá thành tích dưới triều đại của ông thầy người Hàn Quốc, để rồi tự thỏa mãn với thành quả là những vị trí chủ chốt cũng như sự đãi ngộ đến từ các câu lạc bộ mà mình đầu quân. Trong khi đó, với việc ít được trọng dụng ở cấp độ câu lạc bộ, các cầu thủ trẻ Việt Nam liên tiếp phạm phải những sai lầm thậm chí là những sai lầm cực kỳ đáng trách ở những giải đấu là cơ hội để họ chứng tỏ mình. Đặt niềm tin vào lứa cầu thủ này là canh bạc cực kỳ rủi ro với bất cứ nhà cầm quân nào mà huấn luyện viên Chujie là tấm gương tài liếp. Bóng đá Việt Nam đang cần một sự thay đổi lớn để phát triển bằng chắc, nhưng nó sẽ phải đến từ sự thay đổi lớn lao từ cái nền là giải vô địch quốc gia là những chính sách dành cho cầu thủ trẻ thay vì mải mê chạy theo thành tích chứ không phải bằng sự thay đổi ở vị trí ghế nóng đến từ một huấn luyện viên thành tích tốt, giá rẻ với huấn luyện viên Kim Sang Sik, bóng đá Việt Nam rất có thể sẽ thay đổi theo chiều hướng tệ đi, nhưng đấy chính là điều cần thiết để thay đổi tư duy ăn sổi, xây nhà từ nóc. Sẽ rất đau, nhưng người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ phải chờ thôi. Trong bốn đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League hiện tại, có đến 3 đội là Nam Định, Bình Dương, Bình Định sở hữu không quá 4 tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Câu lạc bộ Nam Định thống trị giải đấu với 7 điểm nhiều hơn đội nhì bảng, nhưng chỉ có Nguyễn Văn Toàn và Trần Ngọc Sơn được gọi ở đợt tập trung gần nhất câu lạc bộ Bình Dương góp nhiều gương mặt cho U23 Việt Nam, nhưng ở cấp độ đội tuyển, Nguyễn Tiến Linh và Võ Minh Trọng là những cái tên hiếm hoi ra sân nhiều hơn 5 trận dưới thời ông Philip Chuzier. Với Bình Định, cái tên khả dĩ hiếm hoi có thể lên tuyển là Đặng Văn Lâm lại vắng mặt do chấn thương. Những đội đóng góp nhiều tuyển thủ quốc gia nhất như câu lạc bộ Công an Hà Nội, câu lạc bộ Thể công Việt Theo và câu lạc bộ Hà Nội lại gây thất vọng theo những cách khác nhau. Đội Công an Hà Nội thay huấn luyện viên 3 lần trong chưa đầy 6 tháng cửa đua vô địch ngày càng hẹp dù có tới 7 tuyển thủ quốc gia. Câu lạc bộ thể công Việt Theo đứng hạng 12, còn nguyên nỗi lo xuống hạng. Câu lạc bộ Hà Nội sớm buông súng dù giải còn tới 8 vòng. Chuyện dùng hay không dùng cầu thủ nào trước tiên phụ thuộc vào quan điểm của cựu huấn luyện viên Philip Chuzie. Mỗi huấn luyện viên có một quan điểm, dụng nhân riêng biệt, phục vụ cho lối chơi, triết lý chiến thuật đặc thù. Tuy nhiên vấn đề không thuần túy nằm ở độ vinh giữa ông Chuzie với phần đông của Village mà cần nhìn nhận những tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm cũng không còn duy trì được phong độ. Trường hợp của câu lạc bộ Nam Định là minh chứng, đang đứng đầu bảng với hàng công mạnh nhất giải, nhưng có tới 27 trong số 41 bàn đội bóng Thành Nam ghi được là nhờ công bộ đôi ngoại binh Rafaelson và Hendrio Araujo. Sẽ có quan điểm cầu thủ ngoại lập công nhiều là do các đội có ngoại binh giỏi thường khoán bóng cho các chân sút đến từ châu Âu, Nam Mỹ làm nhiệm vụ ghi bàn và nếu nội binh được tập trung bóng, số bàn thắng ghi được cũng không kém cạnh. Tuy nhiên, bóng đá không có chữ nếu, chuyện ngoại lấn át nội ở những khâu trọng yếu như ghi bàn, kiểm soát bóng, phòng ngự sẽ không tạo ra mảnh đất màu mỡ để cầu thủ Việt Nam nâng cấp khả năng. Hậu quả là nhiều cầu thủ dù thi đấu nhiều năm nhưng lên tuyển vẫn phải học lại từ đầu. Các kỹ năng khống chế, đỡ bước một, quan sát đồng đội trước khi nhận bóng, đáng ra phải dạy từ lứa trẻ, nay trở thành bài học vỡ lòng chiếm thời lượng không nhỏ ở đội tuyển Việt Nam. Lứa trụ cột thời ông Park ở câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Công an Hà Nội hay thể công Việt Theo chưa thể đột phá so với chính họ trước đây là một nhẽ. Suốt một năm huấn luyện đội tuyển Việt Nam, Huấn luyện viên Chu dù gọi rất nhiều gương mặt lạ để thử chân nhưng hầu như không chấm được nhân tố nổi bật nào. Cũng giống như Chu Jie, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đến các sân bóng, răng tấm lưới rộng để không bỏ lỡ viên ngọc thô nào, nhưng với tiềm lực v hiện tại, nói ông Kim có thể hài lòng ngay, có lẽ là miễn cưỡng.